Hello anh em, mình là Kiên Mô Tôn. Ở clip hôm nay thì mình lại hướng dẫn và chia sẻ với anh em cái cách đo kiểm con sạc này. Ở những clip trước thì mình đã hướng dẫn và anh em cách đo kiểm con sạc này rồi. Nhưng cái clip này thì mình sẽ chỉ thêm cho anh em cái cách bắt bệnh của con sạc này. Đó, thì có một số anh em có gọi điện mà hỏi mình thì nhân tiện cái clip này thì mình sẽ chia sẻ luôn với anh em. Đó, thì cái xe này người ta thì cái bình ắc quy nó đã chết rồi. Thì mình đã thay cho người ta cái bình mới. Đó. Và mình cũng khẳng định luôn là cái con sạc này nó đã chết. Nhưng con sạc của nó chết là nó không chết hẳn anh em nhé. Nó sẽ có những cái hiện tượng khác lạ như sau. Thì bây giờ là mình sẽ test trước cho anh em coi. Thì ở đây là mình đã gắn một cái đồng hồ Victor như mọi khi mình làm đó. Thì mình đã kết nối theo thang 20 và que âm cây dương. Mình đã kết nối vào cái con sạc ở đây. Và con xe này thì khi người ta để lổ lên đó, thì bật đèn lên, nó vẫn cứ sáng đèn bình thường anh em nhé. Nó vẫn cứ sáng bình thường. Đó, nó vẫn cứ sáng bình thường và nó không chết bóng anh em nhé. Đây là mình đã lắp cho người ta là cái bóng siêu sáng ở bên mình đó. Bóng ấy rất sáng anh em nhé. Ok, nhưng mà nó sẽ bị làm sao thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách đo kiểm luôn. Ok, thì mình đã để cái máy quay của mình vào đây đã. Đó, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn với anh em cái con xe này ấy, nó chết sạc nhưng nó sẽ chết theo cái kiểu là nó vẫn cho đường điện cấp vào trong cái bình ắc quy này bình thường. Nhưng mà nó sẽ cấp rất là yếu anh em nhé. Đó, anh em vẫn thấy cái dòng điện nó đang nhảy ở đây. Nó cấp rất là yếu. Đó, nó cấp như thế là nó không đủ. Nó sẽ gây cho cái xe của các bạn cái tình trạng là nó cứ yếu bình dần dần. Nó yếu dần, yếu dần, yếu dần. Và đến lúc mà yếu quá, nếu mà các bạn không can thiệp, không sửa chữa là nó sẽ chết. Ví dụ như con xe này, nó đã chết cái bình ắc quy. Đó, thì bây giờ là mình sẽ ga thử lên cho anh em coi. Đó, nó vẫn cứ lên anh em nhé. Đó, nó chỉ lên được như thế này thôi. Đó, nó chỉ lên được như thế này thôi. Mình đã kiểm tra kỹ từ nãy đến giờ, nó chỉ lên được khoảng chưa đầy 1V. Có nghĩa là khi bây giờ là mình tắt chìa khóa đi là cái bình ắc quy nó đang báo là 12,28V anh em nhé. Đó, nó hơi bụi để mình lau nè. 12,28V. Ok, thì bây giờ là mình sẽ bật lên rồi mình để lổ, để cho một tí nó hồi đã. 12, vừa lẽ là 12,28 thì nó sẽ hồi về 12,28. Đấy, nó lên rất là chậm anh em nhé. Bây giờ là mình ga lên. Đó, anh em thấy không ạ? Nó chỉ lên đến 12,5. Vừa lẽ là 12,28, bây giờ là lên 12,54 thì nó còn chưa được nửa vôn luôn anh em nhé. Đó, thì đấy là cái nguyên nhân mà dẫn đến là cái con sạc này cần phải thay thế. Đó, cái con sạc này nó vẫn cho điện nạp vào đến bình ắc quy, nhưng khi ở cái bình yếu nó sẽ cho nạp vào, còn khi bạn thay bình khỏe nó sẽ không cho nạp vào, và nó sẽ cho cái đường nạp rất là thấp. Nó chưa được 1V luôn anh em nhỉ, nó chỉ được nửa vôn thôi. Thì như thế là khi các bạn đi, các bạn đề, các bạn còi xi nhan thì nó sẽ không đủ điện. Ok, để mình tắt cái máy đã, mình sẽ giải thích cho anh em nó rõ. Các bạn đề, các bạn còi xi nhan thì nó sẽ không đủ điện mà nó cứ hao cái điện bình ắc quy của các bạn dần dần, hao dần, hao dần, hao dần. Đó, đây đây là một cái cách để kiểm tra cái bình ắc quy của các bạn và kiểm tra cái con nạp của các bạn. Đó, thì có một số các anh em mà đã hỏi mình là cái xe của các bạn ấy cứ nạp bình ắc quy vào thì đi được vài hôm hoặc là đi được chục ngày là nó lại hết điện dần dần, mà thay cái bình mới vào rồi nó lại hết điện, thay bình mới lại hết điện, kiểm tra đường sạc thì vẫn ok. Cái này ấy, khi anh em rút cầu chì ra hay anh em bỏ ắc quy ra, anh em ga nó vẫn cứ đủ điện anh em nhé. Nó vẫn cứ đủ là 12V, thậm chí là 13V. Nhưng khi anh em lắp tải vào là gì, là anh em lắp cái bình ắc quy vào đấy, thì là nó không lên được điện. Ok, thì bây giờ là vẫn là cái xe này và cái bình ắc quy này, mình sẽ rút cái con sạc ở đây ra và mình sẽ thay một con sạc khác vào để mình đo kiểm cho anh em coi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ để cái này, cái đồng hồ ở đây đã. Đó, thì ở đây là mình sẽ lấy một cục sạc của thằng Honda, cục sạc zin. Đó, sạc Honda nó sẽ có hai kiểu như thế này. Một là ở đây nó sẽ ghi chữ SH ở đây, hoặc là nó sẽ ghi chữ Mitsuba. Đó, sau này thì nó toàn ghi là SH, còn đời trước nó toàn ghi Mitsuba. Thì cái hình thức cái cục sạc này, các bạn thì nhiều bạn ấy có hỏi là cái cục sạc ở đây nó có sạc ngắn này, nó có giống như cục sạc của những con Way Alpha đời cũ hay những con Zim đời cũ không, thì mình xin khẳng định luôn là nó sẽ là giống nhau 100% nha. Mặc dù là cái hình thức một con ngắn một con dài. Ví dụ là sạc đời cũ ấy, thì của thằng Honda nó sẽ làm con sạc dài như này, đời mới thì thường nó làm ngắn như này. Còn cái chuyện nó ngắn hay dài nó không quan trọng, nó to hay nó nhỏ nó không quan trọng.
vấn đề là cái chức năng ở trong này, những cái chân ở đây đó, thì con này của mình là chuyên để đo kiểm, thì bây giờ là mình sẽ gắn nó vào và mình sẽ chia sẻ luôn với anh em. Ok, và trên cái xe này nó có một cái bệnh nữa thì tí nữa là mình sẽ chia sẻ luôn với anh em. Cái con xe này nó đang bị mất công suất anh em nhé. Đó, thì bây giờ là mình sẽ rút, mà mình cứ để luôn cái dây ở đây cũng được, thì mình sẽ rút cái rác cây ra. Đó, thì con này vừa lẽ là mình ga to lên nó chỉ được 12,54 anh em nhé, 12,54 như thế là không ăn thua, quá yếu. Ok, thì bây giờ là mình sẽ cắm con sạc này vào. Đó, và bây giờ là mình sẽ để đây là hiện tại cái bình ắc quy ở trên xe nó đang báo là 12,26V anh em nhé. Đó, ok, thì bây giờ là mình sẽ để lổ lên này. Đấy, để mình đang để gang ti mà nó đang lên điện ầm ầm như này. Đó, mình đang để gang ti rất là nhỏ mà nó lên được 12,51 rồi. Cái con này các bạn ga to lên, mình vừa có ga lên đấy, ga rất là to nó mới lên đến 12,54, mà đây mình đang để gang ti nó lên là 12,5859 rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ ga lên và mình sẽ cho các bạn thấy là cái ngưỡng nó sẽ dừng lại ở thời điểm nào. Thì bây giờ là mình có thể là vặn gang ti to lên cũng được để cho nó đảm bảo một cái mức đo nhất định. Bây giờ cũng đang là giờ trưa nên là mình cũng không nên ga to quá ảnh hưởng đến người ta, thì mình sẽ để cái mức độ ga vừa phải. Đó, mình chỉ chỉnh gang ti nhỏ nhỏ, cái này nó đã lên đến 12V 98 rồi, 99, 13V rồi. Cái xe này người ta là xe cũ đi rất là lâu rồi nên là nó ồn, đồ nhựa nó kêu rè. Đấy, cái ga này là mình để nó cũng chưa phải là to lắm đâu nhá. Ok, thì bây giờ là mình sẽ để cái mức độ ga vừa phải thôi. Đó, thì anh em có thể thấy khi cái xe của người ta cái đường lạp nó ok, nó chuẩn, thì các bạn chỉ cần để gang ti là nó đã đạt được cái số điện như thế này rồi, chứ không cần phải ga to tướng. Và cái số giá trị điện mà nó sẽ đạt đến một cái ngưỡng mà để nó ngắt, nó không sạc vào cái bình ắc quy của các bạn nữa, thì nó sẽ rơi vào cái ngưỡng là dưới 15V hoặc có thể cao hơn 15V. Đó, cao nhất nó sẽ là chỉ số là sẽ là 15,5V, và thường nó sẽ ngắt ở cái chỉ số chuẩn, nếu con sạc này chuẩn nó sẽ ngắt ở cái những cái chỉ số là 14V7 cho đến 14V8, là cái bình ắc quy của các bạn nó là nó sẽ đầy, là lúc đấy nó sẽ xả ra khung. Đó, thì như thế là con sạc nó chuẩn. Ok, thì cái clip này thì mình đã hướng dẫn và chia sẻ anh em cách đo kiểm cái con sạc, mà cớ làm sao mà cái thay bình ắc quy mới hoặc là các bạn đã đi nạp bổ sung điện vào bình ắc quy rồi mà nó vẫn cứ xuống điện. Đó, mà nó hao là hao từ từ chứ nó không phải là hao một phát là nó hao hết luôn nhá anh em nhá. Đó, thì cái bệnh hao từ từ này rất là khó chịu. Có rất nhiều anh em mà đã không biết là cứ phải đi thay bình ắc quy xong rồi đó là nó lại hao, lại phải đi thay. Đó, hoặc là một số các anh em thợ thì cũng thay cho người ta xong rồi cũng không đo kiểm cẩn thận hay như thế nào đó, thì khách họ lại phải quay lại để kiểm tra lại một lần nữa, hoặc là có thể là dẫn đến chết bình và đi bảo hành bình. Đó cũng là một cái cách thay như thế nào để cho nó an toàn và hiệu quả và làm cho nó đúng bệnh dứt điểm. Đó, nếu như các bạn mà là thợ hoặc là anh em mới làm mà chưa am hiểu về cái dòng nạp này lắm mà lắp cho người ta cái bình ắc quy mới, người ta đi vài hôm lại hết điện, đến thì các bạn lại nạp xong người ta đi vài hôm lại hết điện, thì như thế nó không hay lắm, nó ảnh hưởng đến uy tín của các bạn. Đó, thì các bạn nên đo kiểm như thế nào đó cho nó chuẩn. Ok, làm đến đâu nó phải ngon đến đấy, phải dứt bệnh cho người ta để tránh tình trạng là tiền mất tật mang. Đó, còn cái xe này thì do người ta đi là cố tình người ta không mang đến quán người ta kiểm tra, cho nên là cái bình ắc quy đã chết, nên là mình phải thay cái bình khác. Khi mình thay cái bình khác cho người ta rồi là mình mới đo kiểm, và đo kiểm mà mình thấy cái con sạc của người ta có vấn đề thì bây giờ là mình đã đo kiểm ok rồi, thì mình đã cắm con sạc khác vào rồi, mình đo kiểm thấy con sạc kia là có vấn đề và con sạc này ok thì mình sẽ thay cho họ cái cục sạc khác. Đó, để đảm bảo cho họ đi là ngon lành luôn. Ok, và bây giờ là mình sẽ chia sẻ thêm một cái vấn đề nữa. Con xe này gặp phải thì có rất nhiều những cái xe mà nó sẽ gặp phải cái lỗi như thế này, nó không phải là cái gì to tát cả, nên là anh em có thể là chú ý, có thể là tự xử lý ở nhà. Đó, thì ở đây thì mình có cái đây để mình tắt chìa khóa đã. Ok, thì bây giờ là anh em để ý cho mình ở chỗ này đó, nó đen xì đấy. Đó,
tất cả mọi chỗ xung quanh là nó đang màu màu nhôm như này, mà chỗ này nó đang đen xì đây đó. Thì có nghĩa là như thế nào, thì con sen hiện tại nó đang bị mất công suất, thì có nghĩa là nó đang bị rò rỉ khí nạp, cũng như là nó thất thoát, rồi là nó hút khí tự nhiên ở ngoài vào theo cái đường chỗ này này anh em này đó. Thì bây giờ là mình sẽ đưa gần vào. Ok, thì mình sẽ phải di chuyển nó gần vào đó. Anh em thấy một cái răng ở chỗ này nó đang bị rách nha. Đó, thì chỗ này hiện tại là bây giờ nó đang bị lọt khí vào, hoặc là nó sẽ bị thổi khí nóng ra ngoài. Khi anh em đi nóng thì nó sẽ giãn nở đó, thì nó sẽ bị lọt khí ra ngoài. Thì cái chỗ này anh em cần phải tháo ra vệ sinh và bôi lại keo, hoặc là thay cái miếng phíp mới, hoặc là thay lại cái miếng giấy răng ở đây để cho nó kín, nó tránh cái tình trạng là nó sẽ bị hở khí ra để nó đen xì như này. Đi như thế nó hút khí ở ngoài vào thì nó sẽ mất công suất, thì cái chế của các bạn nó sẽ làm việc không hiệu quả, nó không trộn nhiên liệu theo đúng cái chỉ số mà các bạn đã chỉnh đó. Thì đi như này nó hơi bị yếu anh em nhé. Đó, thì những cái xe nào mà nó bị những cái kiểu mà tháo ra mà các bạn có thể nhìn thấy cái này nó cứ đen đen như thế này này, thì các bạn nên tháo hai con ốc ở hai bên này ra mà vệ sinh cái miếng phíp vào đây, có thể bôi keo hoặc là thay thế những cái miếng phíp mới để cho cái xe của các bạn đi nó đảm bảo nó không bị tụt công suất anh em nhé. Thì cái bệnh này nó cũng thường xuyên mình thấy rất là nhiều xe bị những cái hiện tượng như thế này. Đó thì nó cũng đơn giản, nó không phải là cái gì to tác lắm, nhưng khi anh em vệ sinh cái này ngon lành này, bôi keo vào hoặc thay những cái miếng này đi, thì anh em khi đi thì cái xe nó sẽ bốc lên ngay đó. Đó, thì đây cũng là một cái bệnh rất là đơn giản mà rất nhiều anh em không để ý đến nhé. Đó, thì cái clip này thì mình đã chia sẻ và hướng dẫn anh em cách đo kiểm và phân biệt cái cục sạc ở đây như thế nào là cục sạc mà ok, và như thế nào mà cục sạc bị lỗi. Đó, thì những cái clip lần trước đây thì mình đã chia sẻ với anh em là cái con sạc này mình nhớ không nhầm là mình đã có đến 3 đến hình như là 3 cái clip mình đã chia sẻ với anh em về cái vấn đề là cái đường sạc ở đây. Đó, thì những cái clip lần trước thì mình đã chia sẻ là vấn đề là do con sạc dẫn đến cháy bình ắc quy, do con sạc dẫn đến là hỏng bóng đèn. Đó, do con sạc dẫn đến là yếu bình, nó không hết ngay mà nó cứ yếu dần dần dần. Thì ở cái clip này mình đã chia sẻ với anh em là cái con sạc này nó cứ bị yếu bình ắc quy đó, nó không chết, nó vẫn sống đó, nhưng nó đưa cái đường nạp vào trong cái bình ắc quy không ok, dẫn đến là cái bình ắc quy của các bạn cứ yếu dần đi, không đề được, và sau đó là còi và xi nhan cứ yếu dần, nếu như các bạn không can thiệp, không sửa chữa là nó sẽ cháy bình ắc quy và vứt cái bình ắc quy của các bạn đó. Ok, thì cái clip này mình đã giải thích cho anh em phần nào cũng đã hiểu được rồi, thì anh em có thể là tự bắt bệnh và sửa chữa xe ở nhà. Thì cái điều mình khuyên các bạn là cho dù anh em là thợ mới làm nghề, hay là những anh em là đang có ý định muốn học nghề, hay là những anh em là đang muốn là tìm hiểu thêm về những cái bệnh ở trên xe để tự xử lý giải quyết ở nhà, thì mình khuyên các bạn là hãy nên sử dụng những cái đồng hồ đo điện tử như này nhé. Thì những cái clip bên mình ấy, thường là các bạn thấy là mình rất hay sử dụng những cái đồng hồ đo điện như thế này. Cái đồng hồ này nó có thể làm được rất nhiều những cái việc mà nếu như thiếu nó thì các bạn cũng hơi khó làm đấy anh em. Đó, thì nếu như anh em mà không chuyên thì có thể là sắm những con đồng hồ như này. Ở trên giá thị trường thì bây giờ nó chỉ có tầm 100, hơn 100 nghìn là cái loại rẻ ấy, thì anh em vẫn là sử dụng ok. Đó, còn cái cách thức đo thang này thì nếu như cái giá trị điện của các bạn đo, ví dụ cái bình ắc quy nó chỉ có ngưỡng là 12V, thì các bạn có thể đo cái mức là thang 20 ở đây. Còn nếu như cái giá trị điện nó vượt quá thì các bạn bắt buộc phải chuyển sang những cái thang như ở dưới này chẳng hạn đấy. Đó, thì các bạn sẽ phải chuyển sang những cái thang này để nó đảm bảo cái đồng hồ các bạn nó không bị cháy. Đó, ok, thì cái cách thức đo kiểm thì mình đã hướng dẫn và chia sẻ anh em rồi. Thì cái clip này mình